nghệ sĩ nhân dân Kim Cương từng định tự tử vì tình. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã đạt nhiều thành công và khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà có thể miễn nhiễm với những nỗi đau mà bất cứ một người bình thường nào cũng gặp phải. Nỗi đau mất cha từ sớm, sống cô đơn ở Trường Dòng gần 10 năm, lang bạc đây đó, đổ vỡ trong tình yêu. Dường như ông trời không cho ai trọn vẹn một điều gì cả, và nữ nghệ sĩ Kim Cương cũng vậy, người yêu bà có thừa nhưng chẳng ai đủ chân thành gắn bó cùng bà trọn vẹn cuộc đời. Thất bại trong hôn nhân với người chồng cũ, gánh nặng của danh vọng, nỗi lo sợ nguy hiểm luôn trình trọc cầu con trai bé bỏng đánh gục bà. Bà đã tìm đến chùa và xin gặp thầy Thích Thanh Từ cáo lỗi về quyết định quyên sinh. Bà mong thầy thứ lỗi và cho phép làm lễ trước lúc tìm cái chết. Chết là hết, nhưng bà còn quá nhiều thứ phải làm ngoài việc ôm những thất bại trong tình cảm, mệt mỏi vì danh vọng mà đay nghiến tự trách bản thân. Thầy Thích Thanh Từ vạch ra một cuộc sống mới ở đó, một Kim Cương đời thường lạc quan, biết cách buông bỏ những thất bại và danh vọng để bình yên bên con cái. Một Kim Cương sẽ chết vì chúng sinh, vì xã hội, chứ không phải bất cứ lý do nào khác. Được khai thông bế tắc, Kim Cương tự nhận thấy làm từ thiện là con đường duy nhất để bà tìm lại chính mình khi hòa vào chung nỗi đau của muôn vạn người khác. Khi gặp gỡ và tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, bà mới cảm nhận được nỗi đau của mình thật nhỏ bé.